Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, liên tục xuất hiện một số tổ chức cá nhân mạo danh đã được Bộ và phía Úc lựa chọn để tuyển chọn và thu tiền của người lao động đi làm việc theo chương trình Farm Lao động Nông nghiệp tại Úc. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã ký kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc thuộc chương trình Farm theo đó, hai bên sẽ thống nhất lựa chọn đơn vị thực hiện doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp phép và đơn vị có tư cách pháp nhân đại diện cho Úc tại Việt Nam để thực hiện đưa 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc bắt đầu trong năm 2024. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định đến thời điểm này chưa cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức nào đưa lao động đi làm việc tại Úc trong lĩnh vực nông nghiệp. Người lao động cần cẩn trọng tránh đăng ký nộp tiền để phòng bị lừa đảo.